Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng kết kinh tế với tiến sĩ Tạ Cử Hải. Kính chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Cử Hải từ thủ đô Washington DC. Và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6, 26 tháng 7, 2019 Dow Jones 27.192.45, with today cộng 0.14% và year today cộng 16.57%. Nasdaq 8.330.21, with today cộng 2.26% và year today cộng 25.54%. S&P 500 3.025.86, with today cộng 1.65% và year today cộng 20.70%. Giá vàng là 1417 đô la 60 sen một ounce căn cứ vào thứ sáu 26 tháng 7 2019. Giá dầu thô 56 đô la 20 sen một barrel cũng căn cứ vào thứ sáu 26 tháng 7 2019 và giá xăng là 2 đô la 749 một gallon căn cứ vào dữ kiện từ công ty AAA thứ sáu 26 tháng 7 2019. 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương 0.8987 của đồng euro Liên hiệp Âu Châu vào ngày thứ sáu 26 tháng 7 2019 cũng một đô la Hoa Kỳ tương đương với 0.8075 của đồng Anh Kim Anh Quốc tương đương với 6.88 đồng dân nhân dân tệ Trung Quốc tương đương với 108.66 đồng yên của Nhật Bản tương đương 63.33 đồng Robo của Nga tương đương với 1.32 đồng đô la gia nó đại và tương đương với 1.45 đồng đô la Úc đại lợi lãi suất một kết theo công ty Fedimax thứ năm 25 tháng 7 2019 30 năm cố định 3.75% và 15 năm cố định là 3.18%. Tình trạng thất nghiệp, tuần lễ kết thúc thứ 7 ngày 20 tháng 7 2019 có 206.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 10.000 so với tuần lễ trước đó. Đánh dấu 229 tuần lễ liên tiếp, số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy 13 tháng 7 2019, Mỹ có 1.676.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 13.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 6 2019 đã cung cấp 224.000 việc làm mới, vượt xa sự kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế. Riêng trong tháng 6 đã có 335.000 người gia nhập vào lực lượng lao động hơn thường lệ, nên khiến cho tỷ số thất nghiệp gia tăng lên chút ít. Phần lớn số công việc làm mới được cung cấp bởi ngành sức khỏe và y tế, ngành chuyên nghiệp và phục vụ, ngành xây cắt đã cung cấp 21.000 việc làm mới và ngành chế tạo đã cung cấp 17.000 việc làm. Ngành bán lẻ online cung cấp thêm 24.000 việc làm mới trong tháng 6. Tỷ số thất nghiệp của tháng 6 ở mức 3.7% vẫn là mức thấp nhất trong gần một nửa thế kỷ hay 49 năm kể từ năm 1969. Lương trung bình của dân Mỹ trong tháng 6 tăng khoảng 3,1% so với mấy tháng đầu năm 2019. Tổng sản lượng nội địa GDP Gross Domestic Product cho tam các nguyệt thứ nhì tháng 4, tháng 5 và tháng 6 của năm 2019 đã được Bộ Thương mại công bố là cộng 2,1% là một tỷ số phát triển kinh tế tuy chậm của Mỹ nhưng vẫn vượt trên sự kỳ vọng của các nhà kinh tế và thấp hơn cộng 3,1% của tam các nguyệt thứ nhất. Bình luận về kinh tế Mỹ, tuần qua thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có cả ba chỉ số đều đi lên vì thứ nhất có hy vọng về cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã trở lại bàn hội nghị từ hôm thứ hai và sẽ tiếp tục thương thảo vào tuần tới. Thứ nhì, quỹ dự trữ liên bang đã cho biết có thể sẽ cho hạ lãi suất chính trong tương lai. Đó là chưa nói đến kết quả cuộc điều trần của ông Robert Mueller, cựu công tố viên đặc biệt trước Hạ viện hôm 24 tháng 7 đã không đem lại một sự lạc quan nào cho đảng Dân Chủ. Thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục lạc quan và kết thúc tuần lễ với kỷ lục mới. Trong khi kinh tế Mỹ hơi chậm lại trong địa nhị tam cá nguyệt, nhưng giới tiêu thụ Mỹ vẫn duy trì sức mạnh. Tỷ số dân Mỹ chấp nhận sự quản trị và chính sách kinh tế của Tổng thống Donald Trump đã lên cao hơn trước nhiều. Riêng ngày thứ Sáu 26 tháng 7, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm trừ 0.45%. Hong Kong Hang Seng giảm trừ 0.69%. London FTSE 100 tăng cộng 0.85%. Shanghai Composite tăng cộng 0.24% và chỉ số DAX của Đức tăng cộng 0.47%. Chúng tôi xin được nhắc lại, giá trị của chứng khoán là giá trị của sự kỳ vọng nên rất nhạy cảm với các tin tức thời sự bên ngoài và không nhất thiết luôn luôn phản ánh trung thực tình trạng kinh tế của nước Mỹ. Sự nhạy cảm này thường chỉ có giá trị đoạn kỳ mà thôi. Mỹ tiếp tục cấm vận North Korea, Iran và Venezuela. Tình hình an ninh bất ổn tại Venezuela và vùng mũi Hormuz của vùng vịnh Iran tiếp tục gây căng thẳng cho an ninh toàn cầu và thị trường dầu thế giới. Đồng đô la tuần qua lên giá so với hầu hết các đơn vị tiền tệ chính trên thế giới. Đồng đô la lên giá so với đồng euro của Liên Hiệp Âu Châu, so với đồng Anh Kim của Anh Quốc, so với đồng Yen của Nhật, so với đồng Rappo của Nga, so với đồng đô la Gia nó Đại và so với đồng đô la Úc Đại Lợi. Nhưng đồng đô la lại không thay đổi so với đồng Yuan nhân dân tệ Trung Quốc. Giá dầu thô hiện đang ở mức 56 đô la 20 cent một bero, giá sân ở mức 2 đô la 749 một galong, giá vàng xuống mức 1.417 đô la 60 cent một ounce hôm thứ Sáu 26 tháng 7. Lãi suất mortgage xuống mức 3.75% cho 30 năm cố định và 3.18% cho 15 năm cố định. Kinh tế thế giới, một nhân vật cao cấp của International Monetary Fund, Quỹ tiền tệ quốc tế, đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn ngày 23 tháng 7 rằng sự tranh chấp về thuế mậu dịch có thể làm cho kinh tế toàn cầu vốn đi yếu kém lại càng thêm tệ hơn. Ngân hàng Trung ương Âu Châu vừa công bố chính sách tiền tệ cập nhật với lãi suất không thay đổi và tiếp tục giữ mức hiện tại hoặc thấp hơn, ít nhất cũng đến hết 6 tháng đầu của năm 2020. Ông Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Âu Châu Mario Draghi còn nói thêm rằng triển vọng của Kinh tế Liên hiệp Âu Châu càng ngày càng tệ. Kính thưa quý khán giả, Bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về Washington DC at sbtn tv. Nam Anh kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc ca nhạc cây quỷ công lý cho nạn nhân Formosa vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 11 tháng 8 2019 tại Royal China Restaurant 3960 Venture Drive, Duluth, Georgia 30096 với sự góp mặt của MC Nam Lộc, nhạc sĩ Việt Khang cùng danh ca Y Phương. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Đinh Văn An 770-815-0709, ông Trần Đức Anh 404-936-8870.